Một lần nữa xin cảm ơn sự trở lại của quý vị và sau đây là phần tin châu Á. Chính quyền Đài Loan hy vọng là Tổng thống Donald Trump mau khỏe trở lại để tiếp tục cuộc chống lại Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump như chúng ta đã biết đã bị virus COVID-19 và chính phủ Đài Loan cũng như người Đài Loan mong muốn là Tổng thống mau khỏi bệnh để tiếp tục dẫn đầu thế giới tự do trong việc chống lại các hành động sai trái của Trung Quốc. Hãng tin Reuters đã dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Đài Loan cho biết như vậy. Đài Loan đã phải chịu áp lực quân sự ngày càng nghiêm trọng từ Trung Quốc khi Bắc Kinh thường xuyên đưa máy bay chiến đấu sang Đài Loan vi phạm không phận. Phát biểu trước lễ kỷ niệm Quốc khánh Đài Loan 10 tháng 10, tức là còn mấy ngày nữa, Chủ tịch Quốc hội Đài Loan là ông Yu Shi-kung cho biết ông rất lấy làm ngạc nhiên khi biết tin Tổng thống Donald Trump bị bệnh, và thay mặt cơ quan lập pháp, ông cầu chúc Tổng thống Donald Trump mau khỏe mạnh. Ông nói, tôi muốn nhân cơ hội này để chúc ông ấy hồi phục nhanh chóng, để ông có thể tiếp tục dẫn đầu thế giới tự do trong việc chống lại các hành động sai trái ngỗ nghịch của Cộng sản Trung Quốc. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, thì mối liên quan giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã giảm mạnh và hiện nay xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên, với những tranh cãi về thương mại, về vấn đề Hồng Kông, Đài Loan và nhiều vấn đề khác nữa. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump xem việc đối đầu với Trung Quốc trở thành nền tảng chính sách quan trọng, và đặc biệt lên tiếng chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc cả ở khu vực Tân Cương cũng như Hồng Kông. Bản tin thứ hai nói đến COVID-19 ở Ấn Độ. Ấn Độ hiện nay đã có hơn 100.000 ca tử vong đã được khẳng định ở của chính quyền Ấn Độ. Hoa Kỳ và Brazil là hai nước dẫn đầu và Ấn Độ là nước kế tiếp. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết là có thêm 79.475 ca nhiễm mới. Như vậy là nâng tổng số ca nhiễm đã được xác nhận lên hơn 6.4 triệu. Số người chết của Ấn Độ đã chiếm gần 10% số ca tử vong trên toàn cầu. Ông Narendra Modi là thủ tướng của Ấn Độ cũng như chính phủ của ông theo chủ nghĩa dân tộc Hindu đã bị chỉ trích về việc ứng phó với virus và nền kinh tế tăng trưởng xuống dưới zero, khiến cho hàng triệu người thất nghiệp vì COVID-19. Và con số tổng thể cho thấy gần 80% số người chết là ở các khu vực thành thị. Đó là bản tin nói về COVID-19 tại Ấn Độ hiện nay, thưa quý khán thính giả. Bản tin kế tiếp nói đến Thái Lan. Vì liên quan đến COVID-19, nhưng Thái Lan có vẻ cũng là một trong những quốc gia châu Á, đúng hơn là Đông Nam Á, như Việt Nam, Singapore, Indonesia đang khá hơn giữa dịch COVID-19. Cho nên chính quyền nước này đã quyết định sẽ mở cửa để đón các du khách quốc tế vào du lịch Thái Lan trong tuần này. Bản tin nói là Thái Lan là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn, hàng năm có đến vài chục triệu du khách quốc tế, nhất là từ châu Âu và từ Mỹ Châu sang Thái Lan để du lịch. Và hiện nay vì tình trạng COVID-19 đã khiến cho nền kinh tế của nước này sa sút giống như nhiều quốc gia khác, cho nên Thái Lan có thể nói gần như là một quốc gia đầu tiên đưa ra chương trình STV để bắt đầu mở cửa cho du khách quốc tế đến, và những chuyến máy bay đầu tiên sẽ đến từ Trung Quốc, bởi vì người Trung Quốc cũng rất thích du lịch Thái Lan, đặc biệt là đến Phuket. Bản tin sau cùng, thưa quý khán thính giả, đó là bản tin nói về chính quyền Campuchia vừa ra lệnh phá hủy một cơ sở do Hoa Kỳ xây dựng trước đây ở căn cứ hải quân Rip. Qua hình ảnh vệ tinh được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có tên là CSIS
có trụ sở tại thủ đô Washington công bố cách đây mấy ngày cho thấy chính quyền Phnom Penh đã cho phá hủy một cơ sở mà Hoa Kỳ xây dựng tại căn cứ hải quân lớn nhất của quốc gia này. Sự kiện xảy ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang ngày càng lo ngại trước khả năng Campuchia cho Trung Quốc sử dụng các hải cảng của mình. Vẫn theo cơ quan CSIS ở Washington, thì các hình ảnh của căn cứ hải quân Ream chụp được cho thấy là chính quyền Campuchia đã cho phá hủy cơ sở này. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng tỏ ý quan ngại trước thông tin nói trên và không hẳn là đưa ra lời đe, nhưng có tính cách gần như là báo động là Trung Quốc sẽ dùng Campuchia, hay nói một cách khác là đô hội Campuchia, bằng viện trợ và bằng tiền mặt để đút lót cho các chính quyền Campuchia do ông Hun Sen, là con bài mà trước đây có thể nói đã phục rụy Việt Nam, nay vì trục lợi cá nhân và vì quyền lợi cá nhân phe nhóm đã gục đầu theo Trung Quốc. Đó là bản tin sau cùng về châu Á. Mời quý vị trở lại sau phần thông tin thương mại để nghe tiếp một số tin về Việt Nam với một vài tin đáng chú ý như sau. Việt Nam lên tiếng tố cáo Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, như vậy là đe dọa đàm phán COC. Rất nhiều người Việt đã cầu chúc Tổng thống Donald Trump sớm bình phục để tái đắc cử. Việt Nam thông qua dự án hơn 5 tỷ Mỹ Kim của tập đoàn Hoa Kỳ.